Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần điểm tin hoạt động của các đơn vị công an trong tỉnh tuần qua. Tiếp đó là phóng sự cảnh giác với tội phạm trộm cắp châu bò. Sau đây, mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chương trình. Ngày 24 tháng 2 năm 2021, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo tại hội nghị. Hội nghị đã nêu rõ tình hình kết quả các mặt công tác công an trong hoạt động nắm tình hình, bảo vệ chính trị nội bộ, ra soát tiêu chuẩn chính trị, nhân sự tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn gây ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử để tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết ổn định tình hình, triển khai các mặt công tác nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cũng như hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, đồng thời đưa ra phương hướng nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các phương án kế hoạch phòng ngừa, xử lý tình huống phức tạp phát sinh, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự bầu cử. Sáng 27 tháng 2 năm 2021, tại Quảng trường Hạc Thành, huyện Ngọc Lặc, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo. Năm nay, huyện Ngọc Lặc có 169 tân binh nhập ngũ, trong đó 145 đồng chí thực hiện nghĩa vụ Quân đội Nhân dân Việt Nam, 24 đồng chí thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân Việt Nam. Toàn bộ 169 tân binh nhập ngũ đợt này đã được kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm COVID-19. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng quà và động viên các tân binh nhập ngũ đợt này và lãnh đạo các đơn vị nhận quân. Tiếp theo là phần điểm tin tấn công trấn áp tội phạm của các đơn vị công an trong tỉnh tuần qua. Ngày 25 tháng 2 năm 2021, tại địa phận thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ xe ô tô tải đầu kéo biển kiểm soát 51C58200 kéo theo rơ móc 51EZ17325 đang vận chuyển gần 10 tấn thực phẩm gồm nầm lợn, chân lợn không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Hữu Quý sinh năm 1993 ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến số thực phẩm nêu trên. Theo lời khai của lái xe, thì số thực phẩm này được thuê chở từ khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra bắt quả tang 9 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa. Trước đó, rạng sáng ngày 19 tháng 2 năm 2021, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra phòng 950 của khách sạn, phát hiện 4 đối tượng gồm 2 nam 2 nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 2 túi ni lông chứa ma túy đá cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy khác. Tiếp đó, cũng tại phòng 608 của khách sạn, lực lượng công an tiến hành kiểm tra bắt quả tang 5 đối tượng khác cũng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 2 túi ni lông có chứa chất rắn màu trắng. Các đối tượng khai nhận là ketamin, một thẻ ATM, 4 điện thoại di động. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả 9 đối tượng đều dương tính với ma túy. Sau thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây, Công an huyện Hà Trung đã triệt xóa thành công điểm mua bán trái phép ma túy phức tạp, gây bức xúc trong dư luận của chúng nhân dân tại thị trấn Hà Trung do Nguyễn Thị An, sinh năm 1989 ở tiểu khu Thượng Quý, thị trấn Hà Trung cầm đầu. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ hơn 100 gram ma túy các loại, gồm heroin, thuốc lắc, ma túy đá, kẹo và nhiều tang vật có liên quan. Với thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh, lực lượng công an đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình vây bắt. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, Công an huyện Hà Trung đã bắt gọn 6 đối tượng có liên quan và triệt phá thành công điểm ma túy phức tạp này. Thưa quý vị và các đồng chí, với đa số người dân sống trên vùng cao, vùng miền núi, biên giới,
thói quen chăn nuôi trâu bò, thả rông trong rừng vẫn còn diễn ra thường xuyên. Chính từ thói quen đó, nhiều đối tượng đã lợi dụng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Điều này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn gây bức xúc hoang mang trong nhân dân. Đối với người nông dân, con trâu, con bò là tài sản lớn, được ví như đầu cơ nghiệp của mỗi nhà. Nếu như ở các huyện đồng bằng, việc chăn nuôi trâu, bò thường có chuồng trại và người trông coi, thì ở các huyện miền núi, hầu hết các hộ gia đình đều chăn nuôi trâu bò theo kiểu thả rông trong rừng hoặc tại các sườn núi như thế này. Vì vậy, có nhiều gia đình bị mất trộm trâu bò nhưng phải nhiều ngày sau mới biết trình báo cơ quan công an, khiến cho công tác điều tra gặp không ít khó khăn. Chỉ tính từ đầu tháng 7 năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đã liên tiếp xảy ra 13 vụ trộm cắp trâu bò, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Lợi dụng vô cái chúng tôi tan thả thì lại vi phạm lấy hết cái tài sản của chúng tôi đi. Chúng tôi mong là pháp luật sẽ trừng trị những đối tượng này cho thích đáng. Địa bàn của xã Yên Nhân này thì rộng gần 19.000 hecta, nên là rất là rộng. Để mà đấu tranh bắt được các đối tượng này là hết sức khó khăn. Nhân dân thì rất là bất bình với các đối tượng mà đi ăn cắp trâu bò và không yên tâm để phát triển chăn nuôi. Trước tình hình đó, Công an huyện Thường Xuân đã lập chuyên án 121T, chỉ đạo các lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ. Đến ngày 4 tháng 2, Công an huyện Thường Xuân đã bắt giữ 5 đối tượng là Lương Văn Ồn, sinh năm 1988, Lô Văn Mười, sinh năm 1978, Lương Văn Cường, sinh năm 1978, Lương Văn Tùng, sinh năm 1980, đều trú tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, và Lê Khắc Thành, sinh năm 1970, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, là nhóm đối tượng đã gây ra các vụ việc trên. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 3 xe mô tô, 1 rìu, 4 con dao, 3 đoạn dây cáp kim loại, 4 ba lô đang đựng gần 100kg thịt trâu vừa trộm cắp chưa kịp tiêu thụ và nhiều tăng vật khác có liên quan. Trước kia thì em mà vào đánh cá làm ăn ạ, từ ra đó thấy tu bò nhiều thì bọn em mà ra là bàn bạc nhau và rủ nhau vô mà ăn tùm ạ. Bọn em chỉ mang theo dây cáp làm bẫy và con mua công bẫy được thì chặt gần sau ạ. Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Thường Xuân còn làm rõ, ngoài thực hiện chót lọt 13 vụ trộm cắp trâu bò trên địa bàn huyện Thường Xuân, nhóm đối tượng này còn gây ra 20 vụ trộm cắp trâu bò khác trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm tối, khu vực đồi núi vắng người qua lại để câu nhử trâu bò vào khu vực vắng vẻ, sau đó dùng dao, rìu, giết và xẻ lấy thịt ngay trong rừng. Sau khi lấy được thịt, các đối tượng này lập tức mang về điểm tập kết và bán cho Lê Khắc Thành, một chủ quán nhậu trên địa bàn thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, với giá 100.000 đồng 1kg. Qua vụ việc này thì chúng tôi thấy là thứ nhất là nguyên nhân xảy ra cái vụ việc cũng sơ hở của cái chủ tài sản. Đấy, chăn thả trâu bò ở khu vực vắng người và để qua đêm. Đấy, chính vì vậy là cũng tạo cái sơ hở để cho các đối tượng lợi dụng vào cái việc đấy để mà trộm cắp tài sản. Và thì chúng tôi sẽ từ đấy chúng tôi sẽ tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương làm sao làm tốt công tác tuyên truyền đấy, để làm sao để người dân chăn thả phải có người trông coi bảo quản cái tài sản của mình, tránh để cái đối tượng lợi dụng vào cái việc đấy mà trộm cắp tài sản. Việc lực lượng công an nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp trâu bò đã góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự và đem lại niềm tin cho nhân dân. Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng này, hơn ai hết, người dân cần nêu cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình. Chăn nuôi trâu bò cần có chuồng trại chắc chắn, gần nơi ở của gia đình, có người trông giữ và khi có vụ việc mất trộm xảy ra, cần báo ngay cho lực lượng công an hoặc chính quyền địa phương biết để kịp thời điều tra làm rõ. Chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương mục tuần sau.